POV là một thứ gì đấy? POV là một thứ không thể thiếu của các tựa game góc nhìn thứ nhất như Minecraft. Và tiếp tục là một thử thách do một bạn viewer đã đề xuất cho mình ở video FPS. Thật sự là video đấy được rất là nhiều view luôn anh em ạ. Nên video này chúng muốn cảm ơn anh em vì điều đó. Quay lại chủ đề chính thì hôm nay chúng sẽ thực hiện thử thách với POV. POV nó chính là góc nhìn anh em. Đấy. Thì mỗi một kill thì chúng sẽ được tăng thêm 5 POV. Và sẽ bắt đầu từ 30 POV. Và nhiệm vụ của chúng đó chính là phải đạt mốc 110 POV là Quick Bro đấy anh em. Và đương nhiên là phải thắng một trận Bad War. Chúng cảm thấy thử thách này không khó bằng thử thách FPS. Chỉ là khúc đầu nó nhìn hơi khó chịu tí thôi. Nên anh em nào mà không chịu nổi được á, thì anh em hãy thử ngồi xê ra màn hình một xíu. Hoặc có thể ngồi xa hơn nữa. À, và trong thử thách, Chun chỉ được lấy final kill thì Chun mới có thể tăng POV nha anh em. Và nếu như anh em thích cái video này, hãy cho mình một like, subscribe. Và đừng quên chia sẻ video cho những người khác cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em hãy đừng quên bình luận xem số POV mà anh em thường dùng để chơi Minecraft ở dưới phần bình luận nha. Và cuối video, Chun sẽ thử với góc nhìn xa nhất mà Minecraft có thể đạt được. Giờ, để xem Chun có thể hoàn thành thách này không nhé. Bắt đầu vào video thôi, let's go. Hello, hello. Thì mình có một cái khá là hay nếu mà có thể kiểu giảm POV xuống nữa. Nó là cái zoom của Optify Minecraft ấy. Và mình có thể giữ nguyên nó được nếu như mà mình dùng cái này. Ấy, mình click một cái là nó sẽ zoom lên. Em có thể zoom liên tục và có thể đây có thể là, có thể nói đây là POV 1 đấy anh em. Ừ, nhưng mà có một cái điều khá là tiếc là nếu... Nếu như bây giờ Chun click vào như mấy con NPC này thì nó sẽ quay lại như bình thường. Có nghĩa là Chun sẽ không thể nào mà chơi được với cái POV 1 được. Ok, chúng nó sẽ bắt đầu rồi. 30 FPS. À, nhầm, 30 POV. Ok, nó sẽ dễ. Nó sẽ mong nó sẽ dễ. Nó chỉ là mình như kiểu mình dí cái mặt vào cái màn hình ấy. Anh em cứ bảo là Chun, video của Chun nó có hơi trống quá ấy. Chun không nghĩ anh em lại thích kiểu nhìn mấy con số nhảy nhảy như thế. À, Chun chỉ để cái FPS, à Chun chỉ để cái CPS thôi. Cho dễ. Chun nghĩ cái thử thách này dễ thôi. Để Chun nghĩ là dễ thôi. Chun nghĩ cái thử thách này dễ thôi. Nó sẽ mong nó sẽ dễ. Mình gì đấy? Wow fuck. Ôi, tưởng gần lắm rồi ấy chứ. The fuck kiểu mình kiểu tưởng nhìn nó gần lắm rồi ấy, nhưng mà nó xa lắm. Một kill. Ôi. À chụp à, ok chụp. Nào đứng im. Ok. Ui da, motherfucker. Ok. Nhưng mà mình chỉ 5. Ở số 5 luôn nha em. Ui, what the f. Holy shit, man. Ok, ok. Chẳng hả? Oh shit. Chứ từ từ chỗ đang có 4 kim cương này. Chẳng lên đây rồi. Mày đâu? Shit man. Ui chết mất. Chị. Chú cũng chả biết nữa. Kiểu fuck. Thấy skin mới của chú đẹp không? AFK. Oh, free kill. Giết luôn. Chín
nha, bye bye nha. Yes sir. Đỡ ở đây, đỡ ở đây. Damn. Ê. Ê, chút. Yes. Để ý lên. Mờ. Hello. Ahu. Biết chứ nhỉ. Chúng ta cùng xây dựng lâu đài tiếng Anh nào. Fuck. Okay. Tưởng ngã chứ. Boom. Không rớt hả? Đủ. Shit, cái được luôn 5 POV rồi. Nào. Ôi trời, khỏe quá. Ôi chết luôn. Thằng này quá khỏe. Ôi bậy. Rin thôi. Ừ đấy đúng rồi. 65. Và Gray hiện tại đang ở nhà mình. Nè, nhìn này. Yes sir. Nhưng mà đấy không phải final kill chun. Thôi, cái đấy không tính là giết nha anh em. Không sao, nói chung là chúng ta đã hoàn thành thử thách, đó chính là thắng một trận. Giờ thì chúng ta chỉ cần lên quick bro thôi. Okay, nói chung mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn rồi. Cảm giác nó lấy lại được cảm giác anh em. Đấy. Chị nhà. Chỗ này. What? What the fuck? Ta ghét bằng gai. Đây. Đủ căng vậy. Nào, what the? What vàng nữa? What the fuck? Sẽ clear hết mấy cái ông này cho anh em xem. Bonk. Nhờn. Fuck. 70 FPS. Normal đấy anh em. Thế à? Tưởng cái lô mất bét của mình ta. Đấy. Đù. Damn. Boom. Đi luôn. Ok. Em mua đồ ấy. Đấy. Phải sợ nó có chắc không ta? Ok, bye bye. Full loot mới kinh ở final kill. 80 này là chung chết quen rồi anh em. 6 kill nữa hả? Trong một trận. Cầm hiếp baby. Cầm hiếp. Yeah. Why me? What are you doing? Run. Chạy nhà cưng. Đi đâu? Ở đây nhiều nắng lắm. Chạy đến nhà mày lùi. Ê. Định làm gì? Giờ chú sẽ đợi thằng Aqua phá rừng thằng Raya xong chú quẹ chú đánh luôn. Solo kit me man. Hi. Ông này làm gì đây? Cái Fortnite à? Bắc cua. Ôi.
thù trả thù motherfucker. Mày. Fuck. Đi luôn. Giờ đến nhà nó chỉ phải qua. Bye bye. See you next time. Yes, chỉ làm rồi anh em. Ai từ nào. What the fuck? This guy is fucking luck, man. Ah, motherfucker. Phá rừng đi. Yeah, kêu rồi. Ok, sắp được quick bro anh em, sắp được quick bro. Hey, oh shit, man. Oh yeah. Chơi cái quick bro này thích phết anh em ạ. Oh, I see your fire boo. Die. Oh, yes. Oh, tí chớt. Oh mà. Ok, quick bro, let's go. Ủa mà nó xa. Nó xa tít thỏ ló luôn ấy. Yeah, man. Come here. Yes, fucking yo. Yes, sir. Yeah. Holy shit. Ai mà lại chơi được với cái POV này cơ chứ? Nó còn lắc nữa. Ui, mọi người, tất cả mình ạ. Oh my god. Ây, đừng có làm thế. Dạ hi. Dạ hô. Vào nhà mình luôn à. Tao giết mày. Ai ở kia đấy. Ua. Chết luôn. Thôi thế thôi. Cảm ơn anh đã xem hết cái video này. Thì nếu anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe để mình sẽ làm thêm nhiều cái video như này hơn. Có thể lần sau mình sẽ gọi là mình sẽ cộng thêm một độ nhạy lần ở đấy. Lại thêm content nữa anh em ạ. Đấy, thì chúc anh em có một ngày tốt lành bên gia đình và người thân. Chun đi đây. Bye bye.